Thánh Gioan. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: ít lâu nữa anh em sẽ không còn trông thấy Thầy, rồi ít lâu nữa anh em sẽ lại thấy Thầy. Bấy giờ vài người trong nhóm môn đệ của Đức Giêsu hỏi nhau: người muốn nói gì khi bảo chúng ta ít lâu nữa anh em sẽ không trông thấy Thầy, rồi ít lâu nữa anh em sẽ lại thấy Thầy, và Thầy đến cùng Chúa Cha? Vậy các ông nói ít lâu nữa nghĩa là gì? Chúng ta không hiểu người nói gì. Đức Giêsu biết là các ông muốn hỏi mình, nên bảo các ông: anh em bàn luận với nhau về lời Thầy nói ít lâu nữa anh em sẽ không trông thấy Thầy, rồi ít lâu nữa anh em sẽ lại thấy Thầy. Thật, Thầy bảo thật anh em sẽ khóc lóc và than van, còn thế gian sẽ vui mừng. Anh em sẽ lo buồn, nhưng nỗi buồn của anh em sẽ trở thành niềm vui. Đó là lời Chúa. Anh em sẽ phải khóc lóc than vãn, còn thế gian sẽ vui mừng. Anh em sẽ phải lo buồn, nhưng nỗi buồn của anh em sẽ trở thành niềm vui. Đó là cái lời loan báo chính yếu của Chúa Giêsu. Chúng ta phải nghe rõ. Cho nên giữa thế gian này, chúng ta đừng mơ tưởng một cuộc sống mọi chuyện êm thấm. Anh em sẽ phải khóc lóc than van, còn thế gian sẽ vui mừng. Trước hết, cái chuyện đó xảy ra ngay lúc mà Chúa Giêsu, từ lúc Giêsu bị bắt bớ, bị giết chết. Khóc lóc than van, thế gian sẽ vui mừng, tức là những địch thủ vui mừng vì đã bắt được và đã giết được Chúa Giêsu. Thế gian sẽ vui mừng. Anh em sẽ lo buồn, và những nỗi buồn đó sẽ trở thành niềm vui, bởi vì Thầy sẽ gặp lại anh em. Đó là chúng ta nói về các tông đồ lúc Chúa Giêsu chịu khổ nạn, chịu chết, rồi người sống lại đến với các ông. Nhưng sao? Anh em đọc tin mừng, đọc nhất là đọc công vụ tông đồ đó, sẽ thấy chuyện này. Sau một thời gian ngắn thôi, sau khi Chúa sống lại rồi đó, Hội Thánh Jerusalem bắt đầu phát triển, thì cuộc bách hại bắt đầu xảy ra rất kinh khủng. Và Sau-lô, sau này sẽ trở thành Phao-lô. Sau-lô là một trong những người bách hại dữ dằn nhất. Chính ông kể lại những cái chuyện, ông đến từng nhà một, bắt cả đàn ông đàn bà, đem trói nộp, rồi nhiều trường hợp là sư tử, ông bỏ phiếu tán thành. Rồi ông còn kể rằng ông sang tận nước ngoài nữa, ép người ta và dùng cực hình bắt người ta nói lộng ngôn. Đó là một ấy. Xong rồi công vụ tông đồ còn kể tiếp, rồi sau đó là các tín hữu phải tản mát về khắp nơi các nơi, chỉ còn có các tông đồ ở lại Jerusalem mà thôi. Rồi trải qua các thế hệ, chúng ta thấy rằng đạo lan đến Roma, đế quốc Roma thời đó, thì thời vua Nero bách hại một cách kinh khủng. Ông này một ông vua rất ngang ngược, muốn nổi tiếng, bàn hỏi rồi bây giờ muốn xây lại thành Roma cho nó nguy nga tráng lệ theo ý mình. Giờ không có cách nào khác, ông sai người đi đốt thành Roma. Khi đốt thành như vậy thì dân phản ứng dữ dội, thì ông mới đổ tội cho đó là người Kitô hữu, và một cuộc bách hại Kitô hữu khủng khiếp xảy ra. Trong đó người ta cho rằng có thể thánh
Thánh Phêrô chết vào cái dịp đó. Và nhiều thế kỷ mãi sau này với thời Constantino mới được tha đạo. Rồi chúng ta thấy khắp nơi trên thế giới các người đi rao giảng tin mừng đều bị bắt bớ, chẳng hạn ở Việt Nam chúng ta thấy rõ ràng chuyện đó. Nhưng mà cái đó là tương lai, xin lỗi là quá khứ. Bây giờ đó, chúng ta đọc kỹ tin mừng ở trong các cái bài giảng về ngày cuối cùng ở thời cánh chung đó, tin mừng Matthew chương 24, tin mừng Marco chương 13, tin mừng Luca chương 21. Anh chị em vui lòng đi đọc đi. Đọc đi để làm gì? Để thấy rằng chúng ta sẽ đang tiến tới một cuộc bách hại toàn diện trên thế giới. Chúa nói cho chúng ta hiểu, vì danh Thầy anh em sẽ bị mọi người thù ghét. Anh chị em nghe rõ rồi đó. Tôi không nói tự đâu nhé, nói tôi trên nguyên văn ở trong tin mừng Chúa nói, vì danh Thầy anh em sẽ bị mọi người thù ghét, chỗ khác thì nói là mọi dân tộc thù ghét. Bây giờ thì chưa thấy đúng không? Rồi sao nữa? Đó, rồi sao? Chúa báo trước, con cái sẽ nộp cha mẹ sẽ nộp con cái, bạn bè nộp nhau, có một số người bị giết, bị tù đầy, khốn khổ. Chưa thấy đúng không? Rồi sẽ thấy. Cho nên cái lời Chúa nói chúng ta đừng coi thường. Trong anh em sẽ phải gian nan khốn khó. Trong khi thù địch của chúng ta thì họ vui mừng, họ thắng thế. Anh em sẽ phải lo buồn. Trong cái bài, trong một cái mùa vọng đó, anh chị em vẫn hát thường xuyên cái bài hát, ai cũng hát mà hát thăng say lắm. Mong ước một thế giới sướng vui chan hòa, một thế giới không còn khổ đau. Những cái lời đó tôi nghe thú thật với anh chị em là tôi thấy nó là một giấc mơ ảo tưởng không bao giờ xảy ra hết. Anh chị em nghe rõ, không bao giờ xảy ra. Từ lúc có loài người cho đến bây giờ, có một lúc nào thôi. Bây giờ đừng nói thế giới, nói ngay các người Kitô hữu đó, nói cái đời sống trong giáo hội này, trong các đoàn thể, trong giáo Phật, trong giáo xứ, trong gia đình Kitô hữu này, rất nhiều trường hợp những cộng đoàn không được vui sướng chan hòa, không bao giờ, vẫn còn khổ đau rất nhiều rất nhiều. Đừng nói tới người ngoài. Ngay hiện tại tôi nghĩ rằng anh chị em, những người đang nghe tôi đây, sẽ có nhiều gia đình trong anh chị em đó đang phải khó khăn, vất vả, đau khổ. Tôi muốn nói rằng chúng ta phải thực tế dựa trên tin mừng của lời Chúa để đương đầu với những khó khăn, thử thách đang xảy ra và sẽ xảy ra. Anh chị em hãy coi đi, cái dịch Covid này đó chỉ là nháp trước và báo trước thôi, chưa phải là quan trọng đâu. Trong tương lai, mà có lẽ tương lai gần thôi, chúng ta còn trải qua rất nhiều kinh khủng. Qua cái bài đó, tôi tóm lại như thế này để anh chị em biết, sẽ có những xáo trộn về kinh tế, về chính trị, về xã hội, về thời tiết và về tôn giáo nữa. Mà nhiều khi tất cả cái đó nó xảy ra cùng một lúc, vô cùng kinh khủng. Chúng ta cũng phải chịu những cái thời tiết hay là xáo trộn về kinh tế, về chính trị, nhưng mà còn phải chịu với tính cách là Kitô hữu. Người Kitô hữu sẽ bị bách hại khắp nơi, không có trừ chỗ nào hết. Vì danh Thầy anh em sẽ bị mọi người thù ghét. Anh em vui lòng nhớ, nhớ câu đó Chúa nói đó. Rồi sao? Anh sẽ nộp em, con cái nộp cha mẹ nộp con cái, bạn bè nộp nhau. Lúc đó chúng ta mới giật mình rằng không ngờ có những người thân của mình lại kẻ thù của mình, đi tố cáo mình là bị tù, bị lầy, hay có khi bị giết chết. Anh chăm đừng lo cái chuyện đó. Bởi vì sao? Tôi nói là nói sao đúng tin mừng. Anh chăm vui lòng về đọc cái đoạn, mấy cái đoạn tin mừng tôi vừa nói xem có không, Chú có nói như vậy không.
chứ không phải là tôi bày ra đâu, không phải bày để đe dọa đâu. Có những người nghe rồi bảo ông cha này nói quá rồi, làm chúng ta hoảng sợ. Không, chúng ta phải can đảm đọc rõ tin mừng Chúa nói rồi. Đó, sau khi mà nói với anh chăm sự qua và thưa anh chị em, bây giờ tôi hỏi anh chị em đi lễ rước lễ đọc kinh để làm gì đây? Để Chúa đem ban bình an cho mình, cho gia đình của mình nhé. Chúa đâu có hứa cái chuyện đó đâu. Để mọi chuyện êm thắm, phỏng vấn được tốt đẹp, nhà cửa xây được tốt đẹp, đòi được nợ hay là chuyện này chuyện khác, vẫn thấy ý nguyện của anh chị em cầu đó. Nguyên những cái chuyện lo đời này thôi, còn lo chính bản thân, đời xuống cái đấu của chúng ta, cái tương lai của chúng rất gần chúng ta, ta không lo. Vậy tôi xin trả lời, tôi đi lễ rước lễ đọc kinh là để làm gì? Để đón nhận Chúa Giêsu đến trong tôi. Chỉ có Chúa Giêsu mới là tất cả và bình an của tôi. Bình an khiến tôi có thể đứng vững và vượt qua mọi đau khổ thử thách đang là chờ đón tôi. Đi lễ đọc kinh, chúng ta hôm trước tôi có nói với anh chị em đó, đừng để Chúa Giêsu chỉ ở trong những nghi thức, trong những kinh kệ hay ở nhà thờ. Đưa Chúa Giêsu vào trong tâm của mình, chung sống với Chúa Giêsu thường xuyên, ngày đêm, mọi lúc. Đó là bảo đảm, chứ không có vấn đề nào, không có cái gì bảo đảm cả. Nhiều chuyện đấy, khi vừa rồi có nhiều người cũng lo đại dịch, lo tích trữ là mì ăn liền rồi gạo thóc các cái đó. Chúng ta may mắn thoát nạn, nhưng mà tôi không, chúng ta có một cái thoát nạn, có một cái kỳ, có một cái điều rất đặc biệt, nhưng mà chúng tôi không, tôi không tiện nói ở đây thôi, không phải là tình cờ đâu đó. Vậy thì sao? Tôi vừa nói những cái chuyện đó là nháp, là nháp, là báo trước. Cho nên chúng ta bớt đi lo chuyện ở đời này, không phải không lo, nhưng mà bớt đi. Lo dành giờ để cầu nguyện, lo dành giờ để đi lễ, rước lễ, lo dành giờ để sống với Chúa. Tôi xin đưa ra hai cách, anh em vui lòng nghe rõ. Hai cách mà tôi giới thiệu một số người. Thì Tết vừa rồi có một số người quen tôi ở giáo xứ cũ của tôi đến, tôi cũng giới thiệu cho họ, và họ rất là cảm ơn. Cách thứ nhất, anh chị em biết Chúa Giêsu Thánh Thể ở đây, ở trong nhà tạm. Nhà tạm, tức là tạm, tạm trú thôi. Chúa Giêsu ở trong nhà tạm để làm gì vậy? Để đi vào trong mỗi người chúng ta. Chúng ta mới là nơi thường trú, thường xuyên liên tục. Và đó, chúng ta mới là cái đền thờ đích thật. Cái đền thờ tâm thân này này, tâm hồn và thân xác đó, đền thờ tâm thân này còn lại mãi mãi. Còn cái nhà nguyện này, các nhà thờ rồi tan đi hết, gạch đá. Cho nên Chúa ở trong nhà tạm, ở tạm đó để đến với chúng ta, phải biến chúng ta thành những nhà tạm sống động. Chúa Giêsu sẽ đi theo với chúng ta bất cứ nơi nào chúng ta đến, chúng ta làm việc. Chúa Giêsu cùng chịu đau khổ với chúng ta, cùng vui mừng với chúng ta, cùng ăn uống với chúng ta, cùng giải trí mọi chuyện với chúng ta. Đó, bây giờ anh chị em thấy rõ đó, tôi đề nghị như vậy đó. Đi lễ đọc kinh chỉ nhằm làm sao để Chúa Giêsu đi vào hơn nữa trong bản thân và cuộc sống của chúng ta. Đừng để Chúa Giêsu bên cạnh, cũng đừng để Chúa Giêsu ở nhà thờ, đừng để Chúa Giêsu lúc đọc kinh mà thôi. Không, Chúa Giêsu phải đi vào trong tất cả mọi chi tiết của chúng ta, trong cuộc sống thường ngày đó, cả ngày cả đêm nữa. Đó là nguyên tắc. Cho nên chúng ta phải khao khát Chúa Giêsu, cần Chúa Giêsu, cần không thể thiếu được, cần bao nhiêu Chúa Giêsu sẽ đáp ứng lại bấy nhiêu, khao khát bao nhiêu. Bớt đi những cái to lo toan,
tính toán ở đời này tiền bạc nghề nghiệp chuyện này chuyện khác bớt đi, nhắm thẳng vào Chúa Giêsu để làm sao Chúa Giêsu càng ngày càng sống động và lớn lên trong chúng ta. Không có gì bảo đảm hết, chỉ có mình Chúa Giêsu. Không có kinh nào bảo đảm cả, không có việc nào bảo đảm, chỉ có mình Chúa Giêsu là bảo đảm. Đó là điều thứ nhất, biến chúng ta thành nhà tạng, thành đền thờ sống động của Chúa. Cái phương thế thứ hai, trong thư thứ hai gửi tín hữu Corinto chương 3, Thánh Phaolô nói với tín hữu như thế này: anh em là những bức thư mà chúng tôi được Thiên Chúa sai đến để viết. Những bức thư đó viết không phải bằng mực đen nhưng bằng thần khí, không phải trên những bia đá mà trên tấm lòng. Các nhà chuyên viên kinh thánh gọi đó là Thánh Phaolô hình thành những tin mừng thứ năm, tức là tin mừng sống trong các Kitô hữu. Tin mừng không ở sách vở nữa, người ta chỉ đọc nghe biết vậy thôi, không đủ. Tin mừng phải đi vào trong chúng ta, được in ấn trong lòng trí chúng ta, và tin mừng sống trong con người chúng ta, phải trở thành tin mừng sống động. Muốn thế thì thưa anh chị em, đọc tin mừng nhiều, dành giờ đi, bớt những cái chuyện khác, bớt coi tivi đi, bớt coi phim ảnh đi, bớt những cái chuyện ngồi nói chuyện không có gì khác, dành giờ mỗi ngày, dành nhiều giờ hơn nửa giờ hay một giờ đó để đọc Kinh Thánh. Khi mà lời Chúa đi vào chúng ta rồi thì lúc đó chúng ta sống lời Chúa, và chính lời Chúa soi sáng hướng dẫn và bảo vệ chúng ta. Cho tới bây giờ lời Chúa vẫn là ở ngoài, ở xa. Nhiều người không có quen với lời Chúa. Họ quen với báo chí, quen với truyền hình, quen với phim ảnh, quen với những câu chuyện thường ngày, còn quen với tin mừng thì ít lắm. Đó, phải trở thành tin mừng sống đặc. Đọc đi đọc lại, đọc đi đọc lại, đọc nghiền ngẫm. Giống như mẹ Maria đó, bà ghi nhớ những điều đó, thì ra tất là tất cả những gì liên quan tới Giêsu ghi nhớ, rồi còn suy đi nghĩ lại trong lòng. Hôm nay thưa anh chị em, tôi nói thật với anh chị tất cả những chuyện đó đó. Rồi, ai muốn thì hãy bắt đầu đi. Bởi vì thời gian thử thách nó không còn nhiều đâu. Ta không biết lúc nào, hoàn toàn không biết gì hết. Tôi cũng không biết chắc, nhưng mà tôi có cảm tưởng nó không có xa lắm rồi. Cái dịch báo trước Covid nó chỉ là báo trước tạm thời thôi, nhát thôi. Đó, cho nên chúng ta phải chuẩn bị. Muốn hay không muốn, cái mọi chuyện nó sẽ đến. Cái đó không thể ngăn cản được rồi. Chỉ có vấn đề là phải đương đầu với những nghịch cảnh khó khăn. Cho nên anh em sẽ phải than van khóc lóc. Khóc lóc than van, tôi biết như thế nào rồi. Anh em sẽ phải lo buồn. Chúa nói rất rõ chuyện đó mà, chúng ta đừng hiểu khác đi. Cho nên chỉ có Chúa giữa chúng ta phải đau khổ, không tránh được, phải gặp những thử thách gian truân, bị bách hại nhiều chuyện khác nhau ngoài những cái chuyện như mọi người, thì chỉ có Chúa Giêsu, chỉ có Chúa Giêsu mới là bảo đảm, chỉ có Giêsu mới giúp chúng ta đứng vững. Mà biết đâu rằng trong ngày người ít nhất là tôi chỉ cần 5-10 người thôi đứng vững đủ để có thể giúp anh chị em khác, những người khác. Khi mà những cái thử thách, những cái gian truân, những khốn khổ nó xảy ra đó, thì thưa anh chị em, mỗi người hoảng loạn ở một mức độ khác nhau. Người nào mà không có Chúa hay có Chúa quá ít thì vô cùng sợ hãi hoảng loạn. Có Chúa nhiều hơn, đỡ hơn. Ai có Chúa đầy đủ, họ
đứng vững hoàn toàn. Như Linh mục Luca nói, khi những việc nó xảy ra, anh em ấy đứng thẳng và ngẩng đầu lên là những người mà có đầy Chúa Giêsu rồi, tất cả không có chuyện gì đáng kể cả. Và lúc đó đứng vững rồi, chúng ta mới giúp cho anh chị em chúng ta đỡ đứng vững. Đó, thưa anh chị em, chúng ta thực tế đi. Anh vậy anh chị em vui lòng về đọc lại tin mừng, đặc biệt những cái bài giảng về thời Thánh Chung. Ở đây tôi không có nói dài được. Đấy, nhưng mà qua cái chuyện Chúa báo như vậy đó. Nhưng mà sao? Nghe rõ. Ít đầu nữa anh em không thấy Thầy. Cái thời gian đau khổ thử thách là cái thời gian không thấy Thầy. Nhưng mà chỉ là ít lâu nữa thôi. Ít lâu nữa thôi. Và anh em sẽ lại thấy Thầy. Và lo buồn, những lo buồn của anh em sẽ trở thành niềm vui. Nhưng mà phải làm sao để có thể trải qua và đứng vững qua những than văn khóc lóc lo buồn đó? Chỉ có mình Chúa Giêsu mới giúp chúng ta, mình Chúa Giêsu, chúng ta cùng với Chúa Giêsu trải qua những khó khăn thử thách đó. Đó là bảo đảm, không có gì hơn nữa. Trên kết luận, thưa anh chị em, chúng ta đi lễ, rước lễ, đọc kinh đi, dành giờ đọc lời Chúa nhiều hơn nữa. Tất cả cái đó không vô ích đâu. Tiền bạc các cái khác bớt đi, những cái khác rồi qua đi hết, mất hết, mất hết cho mà coi, không còn gì nữa. Cả người thân mình cũng không ở đó, mà ai mà lo sống thêm nữa, thưa anh chị em, còn khốn khổ nữa, anh chị em biết làm sao không? À, người ta lo tích chữ mì hay là ấy, là người này người khác còn không có, thì người ta chết trước chứ gì, mình chết sau chứ đâu có không chết. Mà sao cái người chết sau là cái người khốn khổ nhất, bởi vì nhìn thấy những người chung quanh chết, người thân của mình chết, cuối cùng rồi mà cũng chết chứ đâu có thoát được đó. Cho nên phải thực tế, thưa anh chị em, đọc tin mừng đi sẽ thấy rõ chuyện đó nhé, chứ tôi không nói ra có được. Em đừng hoang mang, mà chúng ta phải can đảm đối diện với sự thật của tin mừng mà lời Chúa nói không bao giờ qua đi, từng chấm từng phép sẽ xảy ra hết. Ta tin chuyện đó sẽ xảy ra, thời chúng ta thôi, không có thời nào hết. Nên phải bám vào Chúa Giêsu, gắn bó Chúa Giêsu, không rời Chúa Giêsu bao giờ. Đó, bằng việc làm sao đi lễ, mỗi lần đi lễ rước lễ đọc kinh cầu nguyện, thì làm sao để Chúa Giêsu đi vào hơn nữa, và đọc kinh thánh, đọc tân ước mỗi ngày nhiều giờ, lời Chúa thấm vào từng bước chúng ta có thể đứng vững trong mọi hoàn cảnh. Lúc đó không phải chúng ta đứng vững, mà là Chúa Giêsu trong chúng ta làm chúng ta đứng vững và vượt qua mọi chuyện. Như thế chúng ta có thể tôn vinh Thiên Chúa và đem ơn cứu độ cho nhiều người.